Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Hoàng Anh Gia Lai, đội khách mặc áo trắng và bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hay, rất bùng nổ. Bởi trong đội hình của cả hai câu lạc bộ đều sở hữu nhiều tuyển thủ và những cầu thủ có đẳng cấp. Pha khống chế không thành công của Venasio. Chavez vẫn là Chevy dứt điểm. Một động tác can thiệp của Luis Silva đã khiến cho Chevy không có được một pha dứt điểm như ý. Luis Silva, người chơi trung tâm trong hệ thống phòng ngự 3 người của Viettel, đã chơi rất tốt trong tình huống này. Một tác động vừa đủ khiến cho Chevy không có được một pha dứt điểm thoải mái. Những người đá cao nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai là Trương Ngọc Quang, Văn Toàn và Trevor Woods. Hoàng Đức không vào, bóng vô tình đến chân của Hoàng Đức. Cơ hội đáng kể đầu tiên của đội chủ nhà. Đường truyền từ biên của Bruno Trọng Sáng tranh chấp không thành công. Bóng đến chân của Hoàng Đức, nhưng pha xử lý sau cùng của tiền vệ này lại không thể đưa bóng đi trúng khung thành của thủ môn Văn Trường. Pha đi bóng không thành công của Trương Ngọc Quang, chủ nhân của bàn thắng duy nhất cho Hoàng Gia Lai ở trận đấu mở màn. Văn Toàn, Chevy dứt điểm. Không phải là một pha dứt điểm, đó là một đúng tác giả. Rất tiếc là pha quạt người của Chevaus đã không thể qua được sự truy cản của các cầu thủ hậu vệ bên phía đội chủ nhà. Văn Toàn đã có một đường truyền rất hay bằng má ngoài. Tuy nhiên pha xử lý kỹ thuật sau đó của Chevaus lại không thành công. Trọng Hoàng đã để bắt bóng cho Ngọc Quang. Tuyến hay, Hồng Duy. Một pha dứt điểm không thành công của Nguyễn Phong Hồng Duy. Một tình huống tổ chức tấn công có ý đồ. Bóng từ biên hướng đến vị trí của Chevy. Nhà lại tuyến hai cho băng lên, pha băng lên của Hồng Duy. Chỉ tiếc rằng kết quả cuối cùng của tình huống tổ chức tấn công vừa rồi là không thành công. Venasio theo rất sát Venasio là Kelly. Phòng ngự thành công của trung vệ Kelly rất mạnh mẽ. Văn Toàn, một tình huống phản công, vẫn là Văn Toàn. Văn Thanh phá dứt điểm từ xa không nguy hiểm. Lực đi của cú sút vừa rồi là không mạnh. Văn Toàn, bóng lên chân của Văn Toàn. Chavez dứt điểm 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ, đó chính là Văn Toàn và Chavez, những cầu thủ có khả năng bùng nổ và tạo ra được sự khác biệt trên hàng công của Hoàng Gia Lai. Và phút thứ 38 họ đã hiện thực hóa điều này. Không cần cầm bóng quá nhiều, không cần tổ chức những đợt tấn công ồ ạt, đơn giản, hiệu quả, thế là đủ. Phút thứ 38, một tình huống chuyền bóng của Văn Toàn và pha dứt điểm rất nhanh bằng chân trái của Chevus đã tạo ra sự khác biệt về mặt tỷ số. Một chút lơ là của Luis Silva đã khiến cho nỗ lực đổ người sau đó của Nguyên Mạnh trở nên công cốc. Pha xử lý rất hay. Một đường chọc khe của Văn Toàn. Một chút lơ đánh, một chút lơ là. Và thế là Viettel, một đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng lại không thể là những người có bàn thắng mở tỷ số. Hai trận đấu liên tiếp, lại là Chevaus, cơ hội đối diện không thành, không được. Không có một cầu thủ
của Hải Gia Lai tiếp ứng đường chuyền ra vừa rồi của Chevus. Sau đó thì trọng tài Lê Đức Cảnh đã xác định một cầu thủ của đội khách đã phạm lỗi. Đường chuyền là của Memovic Damir. Nhưng rất tiếc là Văn Toàn không có mặt. Pha khống chế không thành công của Duy Thường. Lợi thế dành cho Văn Toàn. Hai tình huống phạm lỗi liên tiếp. Và giờ thì Quế Hồng Hải bị trọng tài Lê Đức Cảnh cắt còi. Đó là tình huống mà Quế Hồng Hải đã phạm lỗi không bóng với Văn Toàn. Cản người. Đứng trước bóng là Nguyễn Phong Duy và Vũ Văn Thành. Rất có thể Vũ Văn Thành là người sẽ thực hiện quả đá phạt. Văn Thành không vào. Chỉ có sự xuất sắc và khả năng và dạn quyết tươi của Nguyễn Mạnh mới giúp cho khung thành của Viettel đứng vững trong hai tình huống tấn công vừa rồi. Những gì tốt nhất, những ưu điểm nổi bật nhất của người gác đền bên phía Viettel Trần Nguyễn Mạnh đã được thể hiện rõ trong hai tình huống liên tiếp vừa rồi. Đầu tiên là pha sút phạt của Vũ Văn Thành. Pha dứt điểm về phía góc xa khung thành của Nguyên Mạnh. Nhưng tình huống bay người của Nguyên Mạnh đã cứu thua. Nguyên Mạnh đã từng được ví như là người nhện trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam trước đây. Hồng Duy. Những phút cuối rất đáng xem. Hồng Duy. Không được. 2-0 cho Hải Gia Lai. Rất bất ngờ. Bàn thắng có lẽ thuộc về Trần Việt Hưng. Quá nguy hiểm. Những tình huống tổ chức tấn công liên tiếp vây hãm khung thành của Viettel và cuối cùng đã giúp cho đội bóng phố núi, đội khách có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sự chết lặng của ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Một cục diện thay đổi quá nhanh. Sự nỗ lực, sự xuất sắc của Trần Nguyên Mạnh cũng không đủ để giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tránh khỏi bàn thua thứ hai. Những phút bù giờ, những phút cuối cùng của hiệp 1. Và Trần Việt Hưng với pha dứt điểm từ tuyến 2 đã mang về bàn thắng thứ hai cho Hoàng Gia Lai. Không một ai theo kèm. Sự áp sát của Đức Chiến là không đủ. Với một tình huống ra chân rất nhanh của Trần Việt Hưng. Rõ ràng là những tiền vệ phòng ngự của Viettel đã chơi không áp sát Trần Việt Hưng trong tình huống này. Đường treo bóng vừa rồi là của Trần Công Sơn. Không vào. Thủ môn Văn Trường đã chơi cảnh giác. Một tình huống treo bóng bổng vào trong. Trước sự truy cản của Bruno thì Văn Trường đã chọn giải pháp an toàn. Bóng lại đến chân của Trọng Hoàng. Tiếp tục là pha dứt điểm. Không vào. Hai pha dứt điểm trong vòng 1 phút của số 8 bên phía Viettel. Và vừa rồi là tình huống cứa lòng bằng chân trái rất kỹ thuật. Trong tình huống này thì trái bóng đã đi chạch khung thành của Văn Trường. Lại là Kelly xuất hiện đúng ở điểm nóng. Tình huống lộn xộn. Cơ hội Tiến Dung. Không được. Những tình huống lộn xộn với sự xuất hiện của Bruno Bùi Tiến Dung. Việt Phong. 10 trên 11 cầu thủ của Viettel đang ở bên phần sân của Hoàng Gia Lai. Như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Viettel. Người ghi bàn là Bruno Cunha. Cuối cùng thì đồng vua phá lưới của V-League 2019 đã lên tiếng ở thời điểm rất quan trọng. Ở một khoảnh khắc mà Viettel đang rất cân hành. Người chuyền bóng là Quế Công Hải. Bruno nhanh hơn tất cả các trung vệ của Hoàng Gia Lai. Trọng Sáng là người theo kèm Bruno trong tình huống này. Nhưng anh đã không hoàn thành tốt. Và có vẻ như Trọng Sáng là người cuối cùng chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Lại đường chuyền của Quế Hồng Hải. Cơ hội. Vẫn không có một khoảng trống dành cho pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Vẫn nào. Cơ hội. Anh đào. 2-0. Cuối cùng thì các cầu thủ Viettel cũng đã có bàn thắng quân bình tỷ số 2-0. Lại là sự tập trung.
lại là một yếu tố mất tập trung của các thủ phòng ngự Hoàng Gia Lai và khiến họ phải trả giá. Nhưng nói gì thì nói, những nỗ lực tấn công của các cầu thủ Viettel cuối cùng cũng đã được đền áp. Tấn công không biết mệt mỏi và bây giờ thì đội chủ nhà đã có bàn thắng của mình tỷ số 2 đều. Người xuất hiện trên màn hình là Việt Phong. Chúng ta xem lại tình huống này. Nỗ lực đầu tiên phải đáng ngợi khen dành cho Dương Văn Hảo. Đường chuyền vào trong của Dương Văn Hảo. Và cái đáng lắc đầu rất nhạy cảm của Việt Phong. Trận thứ hai liên tiếp Việt Phong ghi bàn. Và cái duyên của Việt Phong đang giúp cho đội nhà có được một tỷ số hòa. Trọng Hoàng, cơ hội. Dương Văn Hảo, tuyến này, dứt điểm, Hoàng Đức, Bruno, bay. Một kịch bản không ai ngờ tới được đang diễn ra trên sân vận động Hoàng Đức. Một cú đúp của Bruno. Và bây giờ thì Viettel đang thắng ngược lại với tỷ số 3-2. Nhìn cách ăn mừng của toàn thể ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel cho thấy họ đã chờ đợi giây phút này như thế nào. Như một chiếc lò xo bị dồn nén trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Bây giờ thì sự giải tỏa của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới được bung ra. Ăn mừng như thể một chiến thắng, như thể một chiếc cúp vô địch đang ở trước mắt cầu thủ Viettel. Trong khi đó thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon, khoảnh khắc mà chúng ta vừa được theo dõi chất lặng trên bàn ghế huấn luyện của Hoàng Gia Lai. Không ai theo kèm Bruno trong tình huống này. Trọng Hoàng đã chơi rất hay. Và đây là Dương Văn Hào. Bruno, hai bàn thắng của Bruno đang giúp cho Viettel thắng ngược với tỷ số là 3-2. Thời gian chưa kết thúc, nhưng Thiên Trắng đang ở rất gần với đội chủ nhà. Cái duyên của Việt Phong và tài sân bàn, khả năng đánh hơi bàn thắng của Bruno đang giúp cho Viettel hướng tới một chiến thắng. Một cuộc lội ngược dòng vô cùng kịch tính trên sân hàng đấy. Thời gian của trận đấu đã bước sang những phút bù giờ. Chevy, cơ hội, Văn Anh không vào. Như vậy là đang có bàn thắng 3-1. Bây giờ thì Văn Anh là người đã lên tiếng. Một kịch bản kể cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ ra ở những giây cuối cùng của trận đấu này. Và bây giờ thì Hoàng Anh Gia Lai trong thế rượt đuổi lại có bàn thắng gỡ hòa. Một sự thất thần của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Không ai hiểu được. Và bây giờ tỷ số đang là 3 đều. Nỗ lực của Trevi đưa bóng vào trong. Và sự xuất hiện có mặt kịp thời của Văn Anh, người vào sân để thay người trong hiệp thi đấu thứ hai. Văn Anh vào sân để thay thế cho Tuấn Anh. Và ngay lập tức đã chứng tỏ giá trị của mình. Đã là phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Quý Công Hải. Hết giờ, trọng tài Lê Đức Cảnh đã thổi còi kết thúc 90 phút của trận đấu giữa Viettel và Hoàng Gia Lai. Một trận hòa. Một trận hòa nhưng đã mang đến những cảm xúc trái chiều, những cảm xúc của cả hai đội bóng. Ăn mừng như thể giành được chức vô địch của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, đó là cảm xúc khi mà Bruno nâng tỷ số lên 3-2. Nhưng rồi bàn thắng quân mình tỷ số 3 đều của Văn Anh đã giúp cho trận đấu trở về vạch xuất phát. Và một điểm trong trận đấu này, có lẽ người tiếc nuối nhiều hơn cả là huấn luyện viên Lee Tae-hoon và tập thể Hoàng Anh Gia Lai.